Nhận sóc làm con. Ngày xưa, ngày xưa, đã từ lâu lắm rồi, ở vùng núi Can Quân có một đôi vợ chồng già nọ. Họ không có mụn con nào, vì vậy chỉ có hai ông bà sống bên nhau trong căn nhà nhỏ. Ngày ngày, ông lão đang dép bằng sợi rơm, sợi cói, rồi mang ra chợ bán. Trong khi bà lão làm thuê cho các nhà giàu có trong làng để đổi lấy thức ăn. Hả? Con chồn kia, mày cậy lớn bắt nạt bé đây à? Không được bắt nạt loài khác như vậy chứ, con chồn đáng ghét. Thấy vậy, bà lão cầm chiếc cào trong tay nện cho con chồn một đòn. Ôi, một con sóc nhỏ xinh đẹp, con bị thương rồi, để ta mang con về chăm sóc, vài hôm sẽ lành lại thôi. Ôi, thật tội nghiệp quá. Bà lão, bà nhặt con sóc ở đâu về thế? Ôi trời ơi, nó lại bị thương thế kia cơ à? Ở cánh đồng sáng nay ông ạ. À, còn nó bị một con chồn tha đi, thương tích đầy mình rồi. Tôi thấy tội nghiệp quá nên mang về chăm sóc vết thương cho nó. Chắc một hai ngày sẽ lành lại thôi. Khổ thân con quá, ăn đi cho chống lạnh vết thương nha. Ôi, nhìn chú sóc bé nhỏ mới đáng yêu làm sao, nhưng chắc nó vẫn đang đau lắm đấy, khổ thân. Sóc cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được sống trong ngôi nhà của đôi vợ chồng già. Càng ngày, sóc càng cảm thấy lưu luyến, không muốn phải rời xa họ. Vì vậy, thỉnh thoảng sóc vào rừng chơi, nhưng rồi đến tối lại trở về ngôi nhà nhỏ của ông bà. Ông bà yêu thương sóc như con vậy. Cho đến một ngày thì sóc đi về muộn hơn mọi hôm. Về rồi à, vào ăn cơm đi. Hôm nay sao con vị muốn vậy? Con sóc có vẻ hơi chần chừ, nhìn vào cho đến khi ông bà dục vào nhà. Bỗng một con sóc khác to khỏe hơn ló đầu vào. Ông bà hết sức ngạc nhiên. Con có bạn rồi à, cả hai vào đây nào. Ôi, hai chú sóc thật đáng yêu. Hai con sóc vẫn tần ngần nhìn nhau, chưa muốn vào. Chợt, ông bà lại càng ngạc nhiên hơn khi ba con sóc nhỏ ló đầu ra. Chúng chính là con của hai chú sóc. Hả? Ôi trời ơi, ôi trời, sóc của chúng ta có gia đình nhỏ rồi. Ôi, ba chú sóc nhỏ mới kháo khỉnh đáng yêu chưa kìa. Vào đây cả với ta. Cả nhà vào đây ăn cơm cùng chúng ta nào. Hôm nay ta có ít hạt dẻ cho các con đây, các con ăn đi cho mau lớn. Nghe những lời nói đầy thân thiện của ông lão, cả nhà sóc mừng rỡ, nhảy nhót ùa vào chỗ hai ông bà tốt bụng, rồi ăn hạt dẻ một cách ngon lành. Lũ sóc con lớn dần, và đến lượt chúng lại sinh ra những đứa con xinh xắn. Đàn sóc càng ngày càng đông, và lượng thức ăn dành cho chúng càng ngày càng nhiều. Chỉ trong phút chốc, chúng đã ngốn hết số hạt dẻ trong nhà của ông bà. Ôi, lũ sóc lớn cả rồi, càng ngày càng đông hơn trước rất nhiều. Rồi chỉ một thời gian nữa thôi, chúng sẽ sinh sôi nảy nở thành một bầy sóc. Đúng vậy, giờ chúng đã thành đại gia đình sóc rồi, trông chúng mới thật hạnh phúc làm sao. Nhưng lũ sóc nhân lên nhiều, chúng ta cũng cần phải có nhiều hạt dẻ hơn cho chúng ăn. Có lẽ từ ngày mai tôi phải chăm chỉ làm việc hơn mới được. Chúng ta cần phải có tiền để mua thêm hạt dẻ cho gia đình nhà sóc, nếu không sẽ không đủ mất. Ông lão nói phải, mai tôi sẽ dậy sớm ra đồng làm việc. Hy vọng ông chủ sẽ trả thêm chút tiền công để dành tiền mua hạt dẻ cho các con. Tôi cũng sẽ cố gắng phụ ông để kiếm thêm tiền. Chẳng mấy chốc, đàn sóc đã chật kín cả căn nhà của ông bà lão. Chúng chơi đùa và nhảy nhót khắp nơi. Chợt, vài chú nhóc nghịch ngợm đuổi nhau chạy làm rơi chiếc bát. Chúng lo lắng ngước nhìn bà lão. Không sao đâu, trẻ con nghịch ngợm chút không sao mà. Nhưng đừng làm vỡ bát nữa nha. Lần sau các con phải chú ý hơn nữa nghe chưa. Nhớ may làm bị thương mình thì sao. Từ đó,
ngôi nhà nhỏ của ông bà lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Ông bà chẳng lấy làm phiền mà còn cảm thấy hạnh phúc vì họ không còn cô đơn như trước kia nữa. Thời gian thấm thoát trôi, cặp vợ chồng trở nên già yếu hơn. Những bước chân của họ ngày một nặng nề và dường như đã đến lúc họ không thể làm việc nặng nhọc được nữa. Cho đến một ngày, bà lão đang cuốc đất bỗng thấy chóng mặt và ngất xỉu đi. Tôi đã dặn bà đừng làm việc quá sức rồi mà. Mình già rồi, sức đâu mà bà cố. Có gì tôi sẽ làm mà, bà đừng cố nữa, nghe chưa? Thì cũng biết vậy, nhưng nếu chúng ta không cố gắng sẽ không kiếm được tiền. Mà như vậy lũ sóc sẽ bị đói mất. Tội nghiệp đám sóc hôm nay chưa có gì ăn. Chắc chúng đói lắm rồi. Chúng ta phải làm gì để chúng có đủ đồ ăn bây giờ? Giờ sức khỏe của tôi cũng không được như trước. Ngay việc kiếm ăn cho hai thân già này cũng khó. Huống chi... Các con thì ngày một lớn và đông đúc. Cứ đà này, chúng ta biết cho chúng ăn gì đây? Có lẽ chúng ta nên để cho các con về rừng, nơi ở vốn có của các con mà thôi. Đành vậy thôi. Chúng ta có thể chết vì đói, nhưng không thể để các con phải đói và chịu khổ được. Mặc dù tôi không hề muốn xa các con chút nào cả. Sóc yêu quý của cha, cha mẹ không còn sức lực để chăm sóc các con nữa. Có lẽ các con phải quay trở lại khu rừng và tự lo kiếm ăn thôi. Cho dù chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn khi không có các con ở đây, nhưng ở lại đây e rằng các con sẽ bị chết đói thôi. Phải đây, cha mẹ xin lỗi. Phận làm cha mẹ mà không nuôi nổi các con, cho các con ăn ngon, ăn đủ, cha mẹ thấy thật có lỗi. Các con đừng trách cha mẹ nha. Sóc nhìn ông cụ với cặp mắt buồn rầu, cọ đầu vào tay ông như hiểu tất cả những điều ông vừa nói. Chợt sóc nhảy ra khỏi lòng ông lão, chạy ra khỏi nhà. Cả đàn sóc thấy vậy cũng chạy theo. Và chỉ một loáng, cả đàn sóc đã mất hút vào rừng. Cặp vợ chồng già cảm thấy như vừa mất đi những đứa con của họ. Nhìn ngôi nhà và khoảng sân trống không, một không khí im ắng buồn bã bao trùm cả căn nhà. Ông không nên đuổi chúng đi mới phải. Tôi làm sao quen được với nỗi cô đơn đây? Tôi heo hòn vì phải xa chúng mất thôi. Những đứa con sóc đáng yêu của tôi. Bà thương nhớ chúng thì giữ trong lòng. Ta phải để chúng đi, chúng mới sống được bà nó ạ. Nếu ở với chúng ta, chúng sẽ chết vì đói mất thôi. Ông nói phải. Giá như chúng ta có điều kiện, có đủ cái ăn cái mặc cho chúng, thì đâu đến nỗi chúng phải rời xa chúng ta như vậy chứ. Ôi, tôi nhớ các con của tôi quá. Chẳng lẽ tôi vào rừng tìm chúng? Không được, rừng sâu nguy hiểm, đầy con thú hung dữ. Bà không thể nào vào đó được. Tôi sẽ không cho bà đi. Nhưng tôi nhớ chúng lắm. Tôi muốn gặp lại chúng, dù chỉ một lần thôi cũng được. Không biết đàn sóc thế nào rồi ông nhỉ? Tôi lo lắm. Lòng cứ nóng như có lửa đốt. Không biết chúng sống có an toàn hay không, có đủ ăn không, liệu có ai làm hại chúng không nhỉ? Ông ơi, con nó về kìa. Đâu nào, bà có nhìn nhầm không đấy? Có đúng là các con của mình không? Chúng quay về thật ư? Con chúng ta về thật rồi đây này, ông nó ơi. Chúng nó về thật rồi. Con mang về cho cha mẹ đây à? Ôi, sóc của ta, con của ta. Bà nói nhìn kìa, chúng nó trở về hết đây rồi.
Trong khi ông bà lão còn chưa hết bất ngờ vì sự trở về của đàn sóc, thì một đống lúa vàng ống đã được chất cao ngất trong căn nhà nhỏ. Đống lúa đó đủ ăn cho cả mùa đông lạnh giá. Các con đã đi nhặt những bông lúa còn sót lại trên đồng ruộng sau vụ mùa, mang về cho cha mẹ đấy ư? Các con của ta thật ngoan ngoãn và hiếu thảo. Hả? Đây chẳng phải là loại nhân sâm quý hiếm hay sao? Con thật thông minh đấy. Các con của ta thật là hiếu thảo. Kể từ hôm đó, đàn sóc ngày ngày mang đến cho ông bà lão rất nhiều thứ để tỏ lòng biết ơn sự chăm sóc tận tình mà ông bà dành cho chúng trong bao năm qua. Nhân sâm và những loại cây quý khác mà chỉ có đàn sóc thông minh mới biết đến công dụng kỳ diệu của chúng đã mang lại cho ông bà lão sức khỏe và sinh lực. Càng ngày, ông bà càng trẻ khỏe hơn, đến mức có thể tiếp tục làm công việc đồng áng và không bao giờ còn phải lo lắng vì cuộc sống thiếu thốn nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!